Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với góc lịch sử của G87 ngày hôm nay. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về trận ở phòng tuyến Phan Rang, một trong những trận chiến quan trọng nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Lá chắn thép Phan Rang đã bị xé toang như thế nào? Sau khi mất toàn bộ quân khu 1 và phần lớn địa bàn quân khu 2, quân đội Sài Gòn khẩn trương hình thành phòng tuyến Phan Rang để bảo vệ cho Sài Gòn từ xa. Tướng Wayman, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, đã kịp dựng lên ở Phan Rang một lá chắn đủ mạnh, mong chặn đứng cánh quân Duyên Hải đang ào ạt tiến vào Sài Gòn. Cho đến đầu tháng 4 năm 1975, Phan Rang đã trở thành mảnh đất địa đầu của Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, đây còn là quê nhà của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, một người cực kỳ mê tín. Vì vậy, Thiệu quyết tâm giữ Phan Rang bằng mọi giá. Trung tuần tháng 4 năm 1975, quân giải phóng đã hoàn toàn làm chủ quân khu 1 và phần lớn quân khu 2 của Việt Nam Cộng Hòa, xốc tới Sài Gòn với thế mạnh như chiều dâng lũ cuốn. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì quyết tâm tử thủ để giữ lấy phần đất còn lại, hòng tìm kiếm những giải pháp khác cho sự tồn tại của một chính thể đang trong cơn hấp hối. Trong tình thế ấy, những người đứng đầu nền đệ nhị Cộng Hòa lại phải cầu cứu kẻ bảo trợ ở bên kia bán cầu. Và chính đại tướng John Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, đã cố vấn cho chính quyền Sài Gòn xây dựng một phòng tuyến phòng thủ với cái neo đặt ở thị xã Phan Rang, lấy Xuân Lộc là mũi nhọn và Tây Ninh là rìa phía tây để giữ lấy Sài Gòn và phần đất còn lại. Thế là một tuyến phòng thủ được mệnh danh là lá chắn thép đã được khẩn trương dựng lên ở đây. Phan Rang là thị xã thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận, cách Sài Gòn 361 km về phía đông bắc, có quốc lộ số 1 và đường sắt xuyên Việt đi qua. Địa hình ở đây tương đối phức tạp, gồm các dải cồn cát và chân ruộng nhỏ ven biển. Phía bắc giáp với vịnh Cam Ranh, phía tây có đèo Ngoạn Mục trên đường 27 nối với Đơn Dương và Đà Lạt. Tại đây có các căn cứ như chi khu quân sự Du Long, án ngữ phía tây bắc thị xã, sân bay Thành Sơn, quân cảng Ninh Chữ và tiểu khu quân sự Ninh Thuận. Với tầm quan trọng như vậy, một bộ tư lệnh tiền phương của quân khu 3 đã được thành lập đặt tại đây do tướng 3 sao Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh. Một loạt các cứ điểm được cấp tốc xây dựng, hàng loạt vũ khí, phương tiện chiến tranh được bổ sung tới đây. Cụ thể, lực lượng phòng thủ Việt Nam Cộng Hòa tại mặt trận Phan Rang bao gồm Lữ đoàn 2 Dù, Sư đoàn 2BB, Liên đoàn 31 Biệt động quân, lực lượng hải quân gồm Duyên đoàn 27 và một số tàu yểm trợ. Lực lượng không quân gồm Sư đoàn 6 không quân cùng các đơn vị địa phương quân, bảo an, dân vệ. Ngày 2 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3, ra sân bay Phan Rang, thị sát chiến trường. Ngày 6 tháng 4, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 và tướng Phạm Ngọc Sang phúc trình với Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa kế hoạch bố trí phòng thủ Phan Rang, bố trí dọc hai bên đường số 1 Bắc Phan Rang 20 km, lấy đường hẻm Du Long làm trận địa phòng ngự. Trung đoàn 4 Sư đoàn 2 giữ phía nam đèo Ngoạn Mục, Lữ đoàn 2 Sư đoàn Dù giữ sân bay Thành Sơn, chi đoàn thiết giáp phụ thuộc Sư đoàn 2 làm dự bị. 4 tiểu đoàn bảo an của chi khu Ninh Thuận giữ các chốt Suối Đá, Ba Râu, Hội Diên, Cà Đú, Đới Sơn và ngã tư ga Tháp Chàm. Lực lượng còn lại của Sư đoàn 6 không quân bao gồm hơn 150 máy bay các loại đóng tại sân bay Thành Sơn. Với sự bố trí như vậy, lá chắn thép Phan Rang đã được sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng mà Sài Gòn giao cho. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Về phía quân giải phóng, sau khi làm chủ Đà Nẵng, quân đoàn 2 đã được tăng cường Sư đoàn 3 sao vàng hình thành cánh quân Duyên Hải để cơ động dọc quốc lộ 1 và giải phóng các tỉnh phía Nam. Nắm được ý định của phía Việt Nam Cộng Hòa nên Bộ Tư lệnh cánh quân Duyên Hải quyết định áp dụng cách đánh, đánh nhanh thắng nhanh, không cho phép đối phương có thời gian củng cố lá chắn thép theo ý đồ của chúng. Lợi thế của cánh quân này là Sư đoàn 3 đã có mặt tại chỗ, được giao nhiệm vụ nổ súng trước, nhanh chóng đẩy địch ra khỏi đường hẻm Du Long để mở đường cho các lực lượng của quân đoàn 2 và Sư đoàn 325, hai tiểu đoàn tăng thiết giáp 4 và 5 cùng với một số đơn vị khác bước vào chiến đấu. Thực hiện đúng ý định của trên, vào sáng ngày 14 tháng 4, Sư đoàn 3 sao vàng đã bắt đầu đột phá tuyến phòng thủ tại hẻm Du Long do Trung đoàn 3, Sư đoàn 2 và Liên đoàn 31 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ. Để hạn chế thương vong, Sư đoàn 3 chỉ dùng Trung đoàn 2 đánh vỗ mặt điều Trung đoàn 52 luồn sâu vào phía Nam, bất ngờ đánh chiếm ấp Bà Râu. Đến buổi chiều cùng ngày thì đã khép được vòng vây ở phía Bắc, Phan Rang, Bà Râu, Du Long, Kiền Kiền, Ba Tháp, Suối Đá. Trên hướng Tây Bắc, Trung đoàn 25 đánh bật các đợt phản kích của Trung đoàn 4, Sư đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa tại đèo Ngoạn Mục, để đơn vị này phải rút lui khỏi phòng tuyến phòng ngự ngoại vi Phan Rang, rút về thị xã. Quân Việt Nam Cộng Hòa cho máy bay ném bom sập cầu Kiền Kiền và dùng trực thăng đổ thêm quân xuống phòng tuyến Kiền Kiền, Ba Tháp, tạm thời chặn được mũi tấn công của Sư đoàn 3 sao vàng ở hướng này.
ngày 15 tháng 4, sư đoàn 3 một mặt tiếp tục kiềm chế địch ở khu Ba Tháp, Bà Râu để bàn giao cho sư đoàn 325, mặt khác điều động lực lượng áp sát sân bay Thành Sơn chờ thời cơ nổ súng tiến công đồng loạt. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, tướng Phạm Ngọc Sang tiếp tục lệnh cho sư đoàn 6 không quân ném bom đánh sập tất cả các cầu ở phía bắc Du Long. Trưa ngày 15 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 và tổng trưởng quốc phòng Trần Văn Đôn ra thị sát Phan Rang trong một chuyến đi chấp nhoáng. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi xin tăng viện một tiểu đoàn dù nhưng được trả lời rằng quân dù đang phải tăng viện cho Xuân Lộc, không còn đơn vị nào để điều cho Phan Rang. Tối hôm đó, Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 của Việt Nam Cộng hòa bàn định một kế hoạch phản công quy mô vào sáng hôm sau để khôi phục tình hình ở Du Long. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã không bao giờ được thực hiện. Ngay khi tiếp cận được chiến trường, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã tung ngay Trung đoàn Bộ binh 101, Sư đoàn 325 và Tiểu đoàn Tăng thiết giáp số 4, thuộc Lữ đoàn 203 vào tham chiến theo phương thức tiến công trong hành tiến dọc theo quốc lộ số 1. Đúng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 4, tất cả các cánh quân đồng loạt nổ súng tiến công. Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 4 chở theo bộ binh bắt đầu đánh địch từ Bà Râu, Ba Tháp. Trước hỏa lực mãnh liệt của Tăng thiết giáp, quân Việt Nam Cộng hòa chống cự yếu ớt và nhanh chóng tan rã. Trên hướng Tây, các đơn vị của sư đoàn 3 cũng tiến công mạnh mẽ vào sân bay Thành Sơn. Chưa kịp ra lệnh phản công, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi đã nhận được điện khẩn cấp của Liên đoàn 31 Biệt động quân đóng tại Hội Diên, Xuân An báo về xe tăng Cộng sản vượt qua sông Chuối đang tràn qua Du Long và Phan Rang. Tướng Sang ra lệnh tất cả các máy bay còn lại còn bay được lập tức xuất kích chặn xe tăng đối phương. Hàng chục chiếc A-37 và trực thăng vũ trang thay nhau xuất kích liên tục oanh tạc vào đội hình tiến công của quân giải phóng. Xe tăng, xe thiết giáp chạy giữa ban ngày trên đường độc đạo nên một số lượng lớn đã bị trúng bom. Tuy nhiên, trước hỏa lực của pháo phòng không 12 ly 7 của tăng thiết giáp kết hợp với tên lửa tầm nhiệt A-72 và pháo cao xạ của quân giải phóng, phía Việt Nam Cộng hòa đã không thực hiện được ý định. Lần lượt các cao điểm Gò Đèn, Hội Diên, Xuân An, Cà Đú bị đánh chiếm. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ chiến đấu, hướng tiến công dọc quốc lộ 1 đã vào đến thị xã Phan Rang, chia làm 3 mũi, một mũi chiếm đánh Dinh Tỉnh Trưởng và chi khu Ninh Thuận, một mũi đánh chiếm cảng Ninh Chữ, một mũi cơ động lên Thành Sơn phối hợp với sư đoàn 3 đánh chiếm sân bay. 9 giờ 30 phút, trung đoàn 101 chiếm Dinh Tỉnh Trưởng bắt sống đại tá Nguyễn Văn Tư, tỉnh trưởng Ninh Thuận. Lúc 10 giờ cùng ngày, sư đoàn 3 làm chủ sân bay Thành Sơn, truy bắt được trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh Tiền phương quân đoàn 3 và chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Sang. Mũi đánh chiếm cảng Ninh Chữ, xe tăng 763 bắn cháy 3 tàu địch, toàn bộ quân bố phòng tại phòng tuyến Phan Rang bị tiêu diệt và làm tan rã. Quân giải phóng thu 36 máy bay và 37 pháo lớn. Ngày sau đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đưa thế đội 2 vào chiến đấu phát triển theo dọc quốc lộ 1 đến Cà Ná. Tại đây, các xe tăng K-63 bắn chìm một tàu chiến và bắn bị thương một số chiếc khác khi định vào để đón tàn quân và tổ chức phản công. Lá chắn thép Phan Rang bị hoàn toàn tan vỡ, quân giải phóng tiêu diệt và làm tan rã hơn 10,000 quân địch, tịch thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, trong đó có nhiều máy bay A-37 còn nguyên vẹn. Ngoài kết quả chọc thủng lá chắn thép, mở đường cho đại quân Duyên Hải cơ động tiến về phía nam, trận tiến công Phan Rang cũng để lại những bài học vô cùng quý giá về nghệ thuật quân sự và nghệ thuật sử dụng lực lượng. Đây là trận tiến công trong hành tiến quy mô lớn đầu tiên của quân giải phóng và đã đạt được hiệu quả rất cao, chiều sâu tiến công đạt gần 70 km trên một ngày. Sở dĩ đạt được kết quả như vậy là nhờ chủ trương giải quyết nhanh càng tốt, phá lá chắn thép khi quân Việt Nam Cộng hòa chưa kịp củng cố công sự, hầm hào, khi thế phòng ngự còn lỏng lẻo. Đạt được kết quả như vậy còn nhờ chủ trương lấy tăng thiết giáp làm lực lượng đột kích chủ yếu, vừa đi vừa đánh, bỏ qua những mục tiêu nhỏ lẻ để nhắm tới những mục tiêu mang tính chất quyết định. Những kinh nghiệm rút ra từ trận đánh này đã góp phần không nhỏ quyết định thành lập binh đoàn sọc sâu của cánh quân phía Đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Phản ứng của quốc tế, thắng lợi cùng lúc tại hai mặt trận Xuân Lộc và Phan Rang đã làm cho vai trò của đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam trong Ban Liên Hợp Quân sự 4 bên đóng tại Tân Sơn Nhất trở nên quan trọng. Tại buổi họp thường kỳ vào sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 4, ông Võ Đông Giang đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời không những yêu cầu Nguyễn Văn Thiệu phải ra đi mà còn yêu cầu cả đại sứ Martin và các cố vấn quân sự Hoa Kỳ đang mặc thường phục cũng phải ra đi. Nhưng thường dân Hoa Kỳ thì không bị coi là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa. Người đứng đầu CIA tại Sài Gòn, ông Polga thì lại cho rằng đó là tín hiệu cho việc duy trì sự có mặt tối thiểu của Hoa Kỳ cho dù điều gì xảy ra đi nữa. Và thế là phía Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc vận động để Thiệu ra đi càng nhanh càng tốt, nhằm lấy lại chỗ cho một người có thể đứng ra nói chuyện được với đối phương. Trái lại với những gì Polga đã làm trước đây là tô hồng tình hình để mong có được sự hậu thuẫn từ Washington và động viên Thiệu phần nào. Lần này Polga ra lệnh cho cấp dưới làm báo cáo thật đen tối để thuyết phục Thiệu rút lui. Trong ngày 20 tháng 4, đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin có cuộc gặp quan trọng
Buổi sáng, ông gặp Nguyễn Văn Thiệu và nói rõ rằng người Việt Nam cho rằng Nguyễn Văn Thiệu phải chịu trách nhiệm về tình hình này, rằng các tướng lĩnh đều cho rằng phòng thủ là tuyệt vọng, trừ phi có được một sự trì hoãn để bắt đầu một cuộc thương lượng với phía bên kia, mà để có được điều đó thì ông Thiệu phải ra đi. Đến lúc này, Nguyễn Văn Thiệu vẫn khăng khăng đòi phía Hoa Kỳ đưa không quân can thiệp. Những ý kiến này đã bị đại sứ Martin bác bỏ thẳng thừng. Martin hứa với Nguyễn Văn Thiệu sẽ đảm bảo cho sự ra đi ấy an toàn, trọn vẹn nếu được Thiệu chấp nhận. Buổi chiều, đại sứ Martin gặp đại sứ Cộng hòa Pháp và đại sứ một số nước đồng minh của Hoa Kỳ để vận động ủng hộ giải pháp ngừng chiến tranh để thương lượng. Tất cả các áp lực trên cùng với sự thua trận về quân sự đã dẫn đến kết quả 19 giờ tối ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức sau 10 năm ngồi ghế Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Ngay sau đó, Thượng nghị viện chỉ định ông Trần Văn Hương giữ chức vụ này với một nhiệm vụ duy nhất: bằng mọi cách phải mở được cuộc đàm phán với đối phương. Nhiều người trách cứ Thiệu đã ra đi quá muộn, để tình hình quá nát đến mức không còn có thể cứu vớt gì được. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đó không chỉ là lỗi của riêng ông ta. Người muốn giữ Nguyễn Văn Thiệu thêm một thời gian nữa không phải ai khác, chính là đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin. Chính giới Sài Gòn khi đó lại chọn Trần Văn Hương, người cùng phe với Nguyễn Văn Thiệu vào ghế Tổng thống. Mặc dù ngay khi nhậm chức, ông kêu gọi chấp thuận ngừng bắn và lập một hội đồng quốc gia, ba thành phần trong đó có sự tham gia của Cộng sản. Mặc dù Bộ trưởng Thông tin Việt Nam Cộng hòa Phan Hòa Hiệp đã đến Tân Sơn Nhất gặp gỡ phái đoàn của phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để thông báo lệnh của chính phủ Việt Nam Cộng hòa thả một số tù nhân chính trị, đồng thời cử một số người làm trung gian ra Hà Nội để trao đổi quan điểm, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bác bỏ tất cả những đề nghị trên. Ngày 23 tháng 4, Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đi một bài xã luận, trong đó nêu rõ đây là sự duy trì tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu mà không có Nguyễn Văn Thiệu, đồng thời nói rõ thời hạn rút lui của các cố vấn Mỹ đã sắp cạn, có thể chỉ còn vài ba ngày, thậm chí là 24 giờ tới. Tiếng nổ của những trái hỏa tiễn, đạn pháo 130 ly của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã nã vào sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 24 tháng 4 năm 1975, chứng tỏ Hà Nội không nói suông. Tuy nhiên, cả đại sứ Hoa Kỳ Martin và đại sứ Pháp vẫn bám vào một niềm tin vô vọng là cho đến phút cuối cùng, Bắc Kinh sẽ lên tiếng để ngăn chặn Hà Nội trước cửa ngõ Sài Gòn, để Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, điều này đã không bao giờ xảy ra vì Hà Nội đã không nghe lời của Bắc Kinh. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có hứng thì tôi sẽ tiếp tục làm những clip về chiến dịch Hồ Chí Minh. Dù các bạn ở bên này hay bên kia thì cũng để lại comment ý kiến của mình để clip của chúng tôi ngày càng bám sát lịch sử. Xin trân trọng cảm ơn.